Xin chào mọi người, mình là Tuấn Vĩ đến từ lớp của bạn Quốc Trung. Thì hôm nay mình xin trình bày tổng quan về cortisol. Thì cortisol là hormone quan trọng nhất thuộc loại glucocorticoid. Thì cái tên này được cấu thành từ glucose, cortex và steroid. Thì nó nói lên vai trò điều hòa chuyển hóa glucose được sản xuất tại vỏ thượng thận ở lớp bó và bản chất steroid của nó. Cortisol nó có vai trò quan trọng trên đáp ứng với stress. Thì sau đây mình xin trình bày về chức năng của cortisol trên cơ thể. Đầu tiên đó là đáp ứng với stress. Thì stress của cơ thể bao gồm hai pha, đó là pha cấp tính. Lúc này cơ thể tiết ra adrenaline từ tủy thượng thận và pha mãn tính, cơ thể tiết ra cortisol từ vỏ thượng thận. Trong pha mãn tính thì stress nó sẽ kích thích trục hạ đồi tuyến yên, tiết ACTH kèm theo tiết cortisol. Lúc này cortisol nhanh chóng huy động một lượng lớn glucose từ gan, axit béo từ mô mỡ và axit amin từ các tế bào ngoại vi vào máu, làm tăng nhịp tim, huyết áp và tạo năng lượng cho cơ thể thích nghi với stress. Thứ hai đó là đáp ứng viêm, thì cortisol tạo ra các gen ức chế phospholipase A2, giảm tạo ra arachidonic acid và các prostaglandin gây viêm. Thì về sinh lý, cortisol được tiết ra theo chu kỳ, cao nhất vào khoảng 7 đến 9 giờ sáng. Lúc này cơ thể sẽ cảm thấy sảng khoái, tinh thần dễ chịu, làm việc đạt hiệu quả cao. Càng về chiều tối, sự bài tiết cortisol giảm, thấp nhất là vào ban đêm, thì cơ thể lúc này cần được nghỉ ngơi. Các bất thường liên quan đến cortisol, đầu tiên đó là suy thượng thận, thường gặp ở bệnh Addison hoặc là stress nặng. Lúc này cơ thể giảm tiết cortisol, gây thiếu năng lượng. Thứ hai đó là cường thượng thận, thường gặp ở hội chứng Cushing, u tuyến yên hay là u tuyến thượng thận. Lúc này cơ thể tăng tiết cortisol, làm tăng đường huyết mỡ dự trữ quá mức. Đó là phần trình bày của mình. Xin hết.